Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 21, phép nhân số thập phân, vở bài tập môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra trang số 70 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu là gì? Đặt tính rồi tính. Như vậy ở đây mình có bốn cái phép tính nhân của các gì? Chữ số thập phân nhá. Vậy thì thầy sẽ kẻ trước này. Phép tính thứ nhất này. Rồi, đến đâu mình kẻ đó, bởi vì sao đây nó đều có là hai tích hết. 7,4 này nhân cho. Ok. Bao nhiêu đây? 6,5. Rồi, như vậy thì mình sẽ nhân cái tích thứ nhất. Lấy 5 nhân cho 7,4 đúng nào? 5 nhân 4 20, viết 0 nhớ, nhớ 2. Rồi, 5 nhân 7 3 35. 35 chúng ta thêm 2 thì được bao nhiêu? 30 mấy? 37. Ok chưa? Như vậy mình xong cái tích thứ nhất nhá. Tích thứ hai nào? Các em sẽ lấy 6 nhân cho 7,4 đúng nào? 6 nhân 4 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 7 42, chúng ta thêm 2 sẽ được là bao nhiêu? 44. Ok, đấy, nhớ phải đặt thụt lùi vào. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cộng hai cái tích này vào. Đấy. 0 này cộng với 0 thì bằng 0. 7 cộng 4 11, viết 1 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, vậy thì 4 cộng 4 bằng 8 và 4 hạ 4. Được chưa? Dấu phẩy nè. Các em đếm này, 1 2. Đấy, như vậy ta đếm từ bên tay phải sang hai chữ số mình đánh dấu phẩy. Thế thôi. Rồi, sang phép tính thứ hai. 23,7 nhân cho 4,1. Được chưa? Mình cũng có cái tích thứ nhất. 1 nhân với 7 thì bằng mấy? 7. 1 nhân 3 bằng 3. 1 nhân 2 bằng 2. Ổn chưa? Rồi sang cái tích thứ hai nhé. 4 nhân 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 x 3 12, thêm 2 14, viết 4 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8, chúng ta thêm 1 thì được mấy? 9 này. Ổn chưa nhỉ? Đấy, như vậy mình sẽ là 948. Bây giờ chúng ta chỉ việc cộng các cái tích này vào. 7 hạ 7 nào. 8 cộng 3 11, viết 1 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. Vậy thì 3 cộng 4 bằng 7 và 9 hạ 9. Được chưa? Bây giờ mình chỉ cần gì? Đếm thôi. Mấy? 1, 2. 1, 2 chữ số. 97,10, 17. Ok. Tiếp tục. 5,25 nhân cho 8,2. Được chưa? Rồi chúng mình tiến hành nhân nhé. Hai nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 2 nhân với 5 thì bằng mấy? 10. Đấy, bắt đầu mình nhân tốc độ lên nhá. Tốc độ bình thường thôi chứ không phải tốc độ bàn thờ nhá. 8, 5, 40, viết 0 nhớ 4, 8, 2, 16, thêm 4 là 20, viết 0 nhớ 2, 8, 5, 40, thêm 2 là 42. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cộng các cái tích này vào. Thế thôi. 0, hạ 0. 5 cộng 0 bằng 5, 0, hạ 0.
1 cộng 2 bằng 3 và 4 chúng ta hạ 4. Ok. Được chưa? Như vậy dấu phẩy 1, 2, 3. Các em đếm 1, 2, 3. Xong nhé. Phép tính tiếp theo nào. 4,06 nhân cho. Nhân cho bao nhiêu đây? 0,92. Đấy. Ở đây chúng mình có mấy tích? 3 cái tích nhỉ. Đấy, đây có 3 tích nhỉ các em. Rồi mình tiến hành nhân nào. 2 nhân 6 12. Đúng không? Viết 2 nhớ 1. 2 nhân 0 là 0, thêm 1 là 1 và 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy ta được cái tích thứ nhất. Tích thứ hai nào. 9 nhân 6 54, viết 4 nhớ nhớ 5. Đúng chưa? 9 nhân 0 bằng 0, thêm 5 là 5 và 9 nhân 4 3 36. Được chưa? Đấy, như vậy đây là cái tích thứ hai. Thế còn cái tích thứ ba các em. Tích thứ ba thực ra đây là gì? 0 0 0. Đúng không? Nè, sẽ là 0 này. 0 0. Đấy, như vậy á thì mình sẽ có ở đây là 009. Đúng không? Tức là 0 nhân cho 406 thì vẫn bằng là gì? Vẫn bằng là gì đây? 000 thôi. Ok không? Thống nhất chưa? Đấy, nên là cái này chúng ta có cần ghi không? Không cần ghi nhá. Ok. Vậy thì mình sẽ cộng hai cái tích này lại thôi. Hai, hạ 2 này. 4 cộng 1 thì bằng 5 này. 8, 5, 13, viết 3 nhớ 1 này. 6 em thêm 1 là 7, 3 hạ 3. Ok. Rồi mình đếm nào. 1, 2, 3, 4. Như vậy ta đếm này. 1, 2, 3, 4. Vậy mình sẽ được là 3,7352. Được chưa? Rồi mình đến bài số 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Cho biết này, 75 nhân 43 thì bằng này. Giờ tôi hỏi này, không thực hiện tính, hãy viết ngay kết quả của phép tính sau. Như vậy các em biết này, 75 nhân cho 43 thì người ta đã nhân bước thứ nhất, đúng không? Nhân như nhân hai số tự nhiên, bây giờ mình đâu có cần phải thực hiện lại nữa, mình chỉ cần đếm cái gì? À, đây. Phần thập phân có 1, 2, 3. Vậy các em đếm từ bên tay phải sang 1, 2, 3 chữ số. Xong. Được không? Tương tự 7,5 nhân cho 4,3. Đấy, thì chúng ta cũng cứ lấy cái kết quả trên này. 3, 2, 2, 5. Bây giờ mình sẽ đếm số thập phân đây. 1, 2. Các em đếm từ bên tay phải sang 2 chữ số. Được chưa? Mình có cần phải thực hiện không? Không thực hiện. Rồi, 3, 2, 2, 5 này. Ở đây mấy chữ số? 1, 2, 3, 4 chữ số. Như vậy, các em đếm này, 1, 2, 3, 4. Vậy thì dấu phẩy sẽ đứng trước chữ số 3. Được chưa? Dấu phẩy sẽ đứng trước số 3. Vậy thì chúng ta phải thêm một chữ số 0 đằng trước. Ok. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một cái tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 0,68m, chiều rộng là 0,45m. Vậy thì diện tích. À, như vậy đây chính là diện tích của hình chữ chữ nhật. Chiều dài là 0,68 nhân cho chiều rộng 0,45. Đấy, các em đặt tính ra. Thầy nháp xuống dưới này nhá. 0,68 này nhân cho này
0 phẩy này 40 45 được chưa? Đấy, chúng ta sẽ tiến hành nhân ở đây. Rồi 5 nhân 8 40, viết 0 nhớ nhớ 4, viết xuống dưới này nhá, viết 0 nhớ 4 này. 5 nhân 6 30, 30 thêm 4 là 34, viết 4 nhớ nhớ 3. 5 nhân 0 bằng 0, thêm 3 thì bằng mấy? Bằng 3. Như vậy mình có được một cái tích thứ nhất. Được chưa? Cái tích thứ nhất của chúng mình có đó là gì? 340. Ok không? Tích thứ hai này. Các em lại lấy 4 nhân cho 0,68 này. 4 nhân 8 32, viết 2 nhớ 3. 4 nhân 6 24, 24 thêm 3 là 27, viết 7 nhớ nhớ 2. 4 nhân 0 bằng 0, thêm 2 thì bằng mấy? Bằng 2. Được chưa? Đấy. Vậy thì cái tích thứ 3 này. Tích thứ 3 thì các em lấy cái này nhân vào thì thực ra đây là gì? 0 0 0, mấy ba con số 0 thôi. Đúng không? Đó. Và nhớ mình là phải thụt vào một một hàng nhá. Được chưa? Giờ chúng ta chỉ việc cộng cái này vào. 0 hạ 0, 4 cộng 2 thì bằng 6, 3 cộng 7 bằng 10, 10 cộng 0 vẫn là 10, viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 thì bằng mấy? 3. 0 chúng ta hạ 0. Đấy, đừng quên con 0 đằng trước nha các em. Quên con 0 là coi như bỏ luôn đấy. Như vậy này, 1, 2, 3, 4, các em đếm nào. 1, 2, 3, 4. Vậy mình sẽ được là 0,3060 mét vuông. Ok chưa? Rồi, các em sẽ chọn cái đáp án 0,3060. 0,3060 ở đây. Đúng không? Đấy, thực ra là gì, 306 hay là 3060 thì nó cũng bằng bằng nhau. Ok chưa? Rồi, đấy, như vậy thầy sẽ bỏ cái phần nháp này đi. Ok nhá. Xong chưa các em? Mình sẽ đến với bài số 4 rồi. Một xe ô tô đi trên đường cao tốc, mỗi 1 giờ nó đi được là 82,4 km. Hỏi trong 1,5 giờ thì nó đi được bao nhiêu km? Dễ không? 1 giờ, 1 giờ nó đi được là bao nhiêu? 82,4. Đúng không? Vậy thì giờ có mấy? 1,5 giờ. Các em nhân cho 1,5. Rồi xác định được phép tính rồi thì viết lời giải thôi. Được chưa? Như vậy thì trong 1,5 giờ cái ô tô đó đi được là, đấy, em nào cẩn thận thì thêm nữa, đi được số km là, được chưa? Đấy, giáo viên sẽ rất thích khi chúng ta trình bày đầy đủ như thế này. Đấy, bây giờ kem nháp cái này ra 82,4 nào. Kem nhân cho bao nhiêu? 1,5. Được chưa? Đấy, chúng ta nhân vào thôi. Ok. Rồi, 5 x 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 x 2 bằng 10, thêm 2 12, viết 2 nhớ 1. 5 x 8 40, thêm 1 là 4, 41. Như vậy mình có được một cái tích thứ nhất. Rồi, sang tích thứ hai nào. 1 x 4 thì bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 8 bằng 8. Được chưa? Rồi, chúng ta đặt và cộng hai cái tích này lại thôi. Thế là xong. Ổn không nhỉ? 0 cộng với 0 thì bằng 0 này. 2 cộng 4 bằng 6 này. 2 cộng 1 bằng 3 này. Và 8 cộng với 4 thì bằng bao nhiêu?
10, 12. Ổn chưa? Rồi, phải để anh xuống dưới này cho dễ nhé. Các em đếm này. 1, 2. Vậy ta đếm 1, 2. Đánh dấu phẩy. Như vậy sẽ được là 1, 2, 3, phẩy, phẩy 60. Thì các em có thể ghi là 1, 2, 3, phẩy 6. Thế thôi. Đơn vị là kilo mét. Và đến đây mình ghi đáp số 123,6 km. Thế thôi. Ok. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được cái tiết số 2 nhé. Và hẹn gặp lại các em ở trong tiết 3. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video đến cho các bạn.